điện thoại bản thân hay kẻ thù. Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề rất thú vị và cũng rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều có một chiếc điện thoại thông minh bên mình nhỉ? Điện thoại thông minh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Từ việc liên lạc với bạn bè và gia đình, đến việc làm việc, học tập và giải trí, điện thoại thông minh đóng vai trò quan trọng. Nó giống như một người bạn thân thiết, giúp chúng ta kết nối với mọi người, giải trí, học tập và làm việc. Chúng ta có thể dễ dàng truy cập vào thông tin, cập nhật tin tức và thậm chí là học một kỹ năng mới chỉ với vài cú chạm. Nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng điện thoại sao cho tốt cho sức khỏe. Việc sử dụng điện thoại quá nhiều có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe mà chúng ta không ngờ tới. Hôm nay, hãy cùng Asin tìm hiểu nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những tác động tiêu cực của việc sử dụng điện thoại không đúng cách và cách để sử dụng điện thoại một cách hợp lý. Dùng điện thoại nhiều quá có thể khiến chúng ta bị mỏi mắt, đặc biệt là khi chúng ta nhìn vào màn hình trong thời gian dài mà không nghỉ ngơi. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại có thể gây hại cho mắt và làm giảm chất lượng giấc ngủ. Đau đầu, khó ngủ và thậm chí là gây ra các vấn đề về tâm lý như lo âu và căng thẳng. Việc sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ và khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi vào ngày hôm sau, thậm chí là bị đau lưng nữa đấy. Ngồi sai tư thế khi sử dụng điện thoại có thể gây ra các vấn đề về cột sống và đau lưng. Chúng ta cần chú ý đến tư thế ngồi và thường xuyên thay đổi tư thế để tránh các vấn đề này. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết cách sử dụng một cách hợp lý, điện thoại sẽ trở thành một công cụ hữu ích cho cuộc sống. Chúng ta có thể sử dụng điện thoại để theo dõi sức khỏe, học tập, làm việc hiệu quả hơn và thậm chí là giải trí một cách lành mạnh. Hãy nhớ rằng, điện thoại sinh ra là để giúp đỡ chúng ta, chứ không phải để chúng ta lệ thuộc vào nó. Chúng ta cần biết cách cân bằng giữa việc sử dụng điện thoại và các hoạt động khác trong cuộc sống. Hãy là người sử dụng thông minh để tận dụng tối đa lợi ích mà điện thoại mang lại, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Hãy đặt ra những giới hạn cho việc sử dụng điện thoại, dành thời gian cho gia đình, bạn bè và các hoạt động ngoài trời. Chúng ta có thể sử dụng điện thoại để cải thiện chất lượng cuộc sống, nhưng đừng để nó kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Mặt tốt của điện thoại, kết nối và chia sẻ. Điện thoại di động đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Không thể phủ nhận, điện thoại mang đến cho chúng ta rất nhiều điều tuyệt vời. Từ việc giữ liên lạc với những người thân yêu, đến việc khám phá thế giới qua màn hình nhỏ bé, điện thoại đã thay đổi cách chúng ta sống và tương tác. Nhờ có điện thoại, chúng ta có thể dễ dàng kết nối với bạn bè, người thân ở xa. Những cuộc gọi video, tin nhắn tức thì giúp chúng ta cảm thấy gần gũi hơn, dù khoảng cách có xa xôi đến đâu. Chỉ cần một cái chạm tay, khoảng cách địa lý dường như biến mất. Chúng ta có thể chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ, những câu chuyện hàng ngày và thậm chí là những cảm xúc chân thật nhất qua màn hình điện thoại. Bên cạnh đó, điện thoại còn là nguồn thông tin vô tận, giúp chúng ta cập nhật tin tức, kiến thức mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần vài cú chạm, chúng ta có thể tiếp cận với hàng triệu bài viết, video và tài liệu từ khắp nơi trên thế giới. Các ứng dụng học tập trực tuyến, sách nói, video giáo dục như mở ra một thế giới kiến thức rộng lớn cho tất cả mọi người. Không còn giới hạn bởi không gian và thời gian, chúng ta có thể học bất cứ điều gì, bất cứ khi nào chúng ta muốn. Không chỉ vậy, điện thoại còn là công cụ giải trí tuyệt vời. Từ việc xem phim, nghe nhạc, đến chơi game, điện thoại mang lại cho chúng ta những cái giây phút thư giãn và giải trí sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng. Nghe nhạc, xem phim, chơi game giúp chúng ta thư giãn sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng. Những ứng dụng giải trí này không chỉ giúp chúng ta giải tỏa stress mà còn mang lại niềm vui và sự hứng khởi. Tuy nhiên, tất cả những lợi ích này chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta sử dụng điện thoại một cách thông minh và điều độ. Việc quản lý thời gian sử dụng điện thoại là rất quan trọng để tránh những tác động tiêu cực đến sức khỏe và cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cần biết cân bằng giữa việc sử dụng điện thoại và các hoạt động khác trong cuộc sống. Dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những sở thích cá nhân sẽ giúp chúng ta có một cuộc sống phong phú và ý nghĩa hơn. Hãy tận dụng những lợi ích mà điện thoại mang lại, nhưng đừng quên rằng cuộc sống thực ngoài kia cũng rất đáng để chúng ta khám phá và trải nghiệm. Những khoảnh khắc bên người thân, những chuyến đi dã ngoại hay những buổi trò chuyện trực tiếp đều là những điều quý giá mà không công nghệ nào có thể thay thế. Cuối cùng, hãy nhớ rằng điện thoại chỉ là một công cụ hỗ trợ cuộc sống của chúng ta. Sử dụng nó một cách hợp lý và có trách nhiệm sẽ giúp chúng ta tận hưởng trọn vẹn những điều tốt đẹp mà công nghệ mang lại, mà không bị cuốn vào những mặt tiêu cực của nó. Hãy để điện thoại là cầu nối,
là công cụ giúp chúng ta kết nối và chia sẻ, nhưng đừng để nó chi phối cuộc sống của chúng ta. Hãy sống trọn vẹn và ý nghĩa, cả trong thế giới ảo và thế giới thực. Mặt trái của dễ yêu. Khi nào cần cảnh giác, điện thoại thông minh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại của chúng ta. Chúng giúp chúng ta kết nối với thế giới, làm việc hiệu quả hơn và giải trí mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích rõ ràng, việc sử dụng điện thoại quá nhiều cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe mà chúng ta cần phải cảnh giác. Bên cạnh những lợi ích, dùng điện thoại quá nhiều cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Một trong những vấn đề phổ biến nhất là ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại. Ánh sáng này có thể gây mỏi mắt, khô mặt, thậm chí là làm mất chúng ta kém đi nếu tiếp xúc trong thời gian dài. Đặc biệt, khi chúng ta sử dụng điện thoại trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc vào ban đêm, tác động của ánh sáng xanh càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại có thể gây mỏi mặt, khô mặt, thậm chí là làm mất chúng ta kém đi. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thị lực mà còn có thể gây ra các vấn đề khác như đau đầu, mệt mỏi. Để giảm thiểu tác động của ánh sáng xanh, chúng ta nên sử dụng các ứng dụng hoặc chế độ lọc ánh sáng xanh trên điện thoại và hạn chế thời gian sử dụng điện thoại trong điều kiện ánh sáng yếu. Dùng điện thoại trong thời gian dài khiến chúng ta dễ bị đau mỏi cổ, vai gáy, đau lưng do phải cúi đầu, ngồi sai tư thế. Tư thế ngồi không đúng khi sử dụng điện thoại có thể dẫn đến các vấn đề về cột sống và cơ bắp. Để tránh tình trạng này, chúng ta nên thường xuyên thay đổi tư thế, đứng dậy và vận động nhẹ nhàng sau mỗi giờ sử dụng điện thoại. Ngoài ra, việc sử dụng các phụ kiện hỗ trợ như giá đồ điện thoại cũng có thể giúp cải thiện tư thế và giảm bớt căng thẳng cho cơ thể. Chưa kể, việc sử dụng điện thoại trước khi ngủ có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, gây mất ngủ, khó ngủ. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại ức chế sản xuất melatonin, một hormone quan trọng giúp điều chỉnh giấc ngủ. Điều này khiến chúng ta khó đi vào giấc ngủ và giấc ngủ không sâu. Để có giấc ngủ tốt hơn, chúng ta nên tắt điện thoại ít nhất 1 giờ trước khi đi ngủ và thay vào đó là các hoạt động thư giãn như đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, sử dụng điện thoại quá nhiều còn có thể gây ra nhiều vấn đề về tâm lý như lo âu, căng thẳng, buồn bã, thay đổi tâm trạng. Việc liên tục kiểm tra thông báo, tin nhắn và mạng xã hội có thể khiến chúng ta cảm thấy áp lực và căng thẳng. Hơn nữa, việc tiếp xúc với quá nhiều thông tin tiêu cực hoặc so sánh bản thân với người khác trên mạng xã hội cũng có thể dẫn đến cảm giác buồn bã và tự ti. Việc lạm dụng mạng xã hội cũng khiến nhiều người cảm thấy tự ti, so sánh bản thân với người khác. Chúng ta thường chỉ thấy những khoảnh khắc đẹp nhất, thành công nhất của người khác trên mạng xã hội và điều này dễ dàng khiến chúng ta cảm thấy mình kém cỏi. Để tránh tình trạng này, chúng ta nên hạn chế thời gian sử dụng mạng xã hội và tập trung vào những hoạt động tích cực, có ý nghĩa trong cuộc sống thực. Vì vậy, hãy sử dụng điện thoại một cách thông minh, có kiểm soát để bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Đặt ra những giới hạn về thời gian sử dụng điện thoại, tạo ra những khoảng thời gian không công nghệ trong ngày để thư giãn và kết nối với những người xung quanh. Hãy nhớ rằng điện thoại là công cụ phục vụ chúng ta, không phải là thứ kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Sử dụng điện thoại một cách hợp lý sẽ giúp chúng ta tận hưởng những lợi ích mà nó mang lại mà không phải đối mặt với những tác hại tiềm ẩn. Giữ khoảng cách an toàn, bí kíp cho đôi mắt. Để bảo vệ đôi mắt, hãy giữ khoảng cách an toàn khi sử dụng điện thoại. Theo các chuyên gia, khoảng cách tốt nhất là từ 25 đến 30cm. Ngoài ra, nên điều chỉnh độ sáng màn hình phù hợp với môi trường xung quanh. Tránh sử dụng điện thoại trong bóng tối hoặc nơi có ánh sáng quá chói. Nên sử dụng chế độ bảo vệ mặt, lọc ánh sáng xanh để giảm bớt tác hại cho mắt. Hãy nhớ rằng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Vì vậy, hãy bảo vệ đôi mắt của mình ngay từ hôm nay. Tư thế đúng, sức khỏe vững, ngồi sao cho chuẩn. Ngồi sai tư thế khi sử dụng điện thoại là nguyên nhân hàng đầu gây đau mối vai gáy, đau lưng. Hãy tập cho mình thói quen ngồi thẳng lưng, vai thả lỏng, không cúi đầu quá thấp. Nên sử dụng giá đồ điện thoại để điều chỉnh góc nhìn phù hợp, tránh phải cúi đầu quá lâu. Nên đứng lên đi lại, vận động nhẹ nhàng sau mỗi 30 phút sử dụng điện thoại để cơ thể được thư giãn. Hãy nhớ rằng một tư thế ngồi đúng không chỉ giúp bảo vệ cốt sống mà còn giúp bạn tự tin và năng động hơn. Thời gian sử dụng, biết dùng đúng lúc, sử dụng điện thoại quá lâu khiến chúng ta dễ bị cuốn vào thế giới ảo, mà quên mất thời gian dành cho bản thân, gia đình và bạn bè. Hãy đặt ra giới hạn thời gian sử dụng điện thoại mỗi ngày và cố gắng thực hiện theo. Nên dành thời gian cho các hoạt động khác như đọc sách, tập thể dục, gặp gỡ bạn bè. Hãy nhớ rằng, cuộc sống này còn rất nhiều điều thú vị đang chờ bạn khám phá. Đừng để chiếc điện thoại nhỏ bé trở thành rào cản giữa bạn và thế giới thực.
lựa chọn nội dung nạp năng lượng cho tâm trí. Điện thoại là nguồn thông tin vô tận, nhưng không phải thông tin nào cũng bổ ích. Hãy lựa chọn những nội dung tích cực, lành mạnh để tiếp nhận. Theo dõi những trang tin tức uy tín, những kênh thông tin bổ ích. Hạn chế tiếp xúc với những thông tin tiêu cực, gây hoang mang, lo lắng. Hãy nhớ rằng, tâm trí của bạn cũng giống như một khu vườn. Nếu bạn gieo những hạt giống tốt, bạn sẽ gặt hái được những trái ngọt. Ứng dụng hữu ích hỗ trợ cho cuộc sống. Bên cạnh những ứng dụng giải trí, hãy tận dụng những ứng dụng hữu ích để hỗ trợ cho cuộc sống. Các ứng dụng học ngoại ngữ, ứng dụng tập thể dục, ứng dụng quản lý tài chính cá nhân sẽ giúp bạn nâng cao chất lượng cuộc sống. Hãy nhớ rằng, điện thoại có thể trở thành công cụ đắc lực giúp bạn phát triển bản thân nếu biết cách sử dụng một cách thông minh. Gắn kết thực tế, đừng để điện thoại lấn át cuộc sống thực. Dù mang lại nhiều tiện ích, nhưng đừng để điện thoại lấn át cuộc sống thực. Hãy dành thời gian cho những người thân yêu, tận hưởng những khoảnh khắc đẹp bên gia đình, bạn bè. Thay vì cầm cúi vào điện thoại, hãy trò chuyện, chia sẻ, lắng nghe những câu chuyện của mọi người xung quanh. Hãy nhớ rằng, những giá trị đích thực của cuộc sống nằm ở những điều giản dị xung quanh bạn. Lắng nghe cơ thể, dấu hiệu cần nghỉ ngơi. Sử dụng điện thoại quá nhiều có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe mà bạn không ngờ tới. Hãy lắng nghe cơ thể, nhận biết những dấu hiệu cần nghỉ ngơi. Nếu bạn cảm thấy mỏi mặt, đau đầu, khó ngủ, hãy tạm gác điện thoại sang một bên và cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Hãy nhớ rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Đừng đánh đổi sức khỏe của mình để lấy bất cứ thứ gì. Kết luận, sống khỏe cùng điện thoại. Điện thoại là một công cụ hữu ích, nhưng cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu chúng ta không biết cách sử dụng. Hãy là người sử dụng thông minh để điện thoại trở thành người bạn đồng hành đắc lực, giúp cuộc sống của chúng ta thêm phần tiện lợi và ý nghĩa. Hãy nhớ rằng, sống khỏe cùng điện thoại là khi chúng ta biết cân bằng giữa thế giới ảo và thế giới thực, biết tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.